Mấy đứa con từ trên trời rơi xuống đã đảo lộn cuộc sống của tôi hết rồi. Bất ngờ chợt một ngày bắt làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, dù từng ngày phải lo xa, ôi thôi nghĩ suy sợ mệt quá. Hãy ở bên cha dù thời gian qua, chưa hay trách con, chưa hay mắc lạc. Để rồi khi ta chung một nhà, yêu lầm khi xưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quen ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cùng sẽ chia tiếng cười hà. Hãy ở bên cha đừng vội rời xa, cha con chúng ta phong ba bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi chở che, may mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Xong rồi. Trời ơi, làm ơn ngồi xích ra giùm tôi được không? Ở dưới đã xà nẹo rồi, tôi mang nhục rồi hà. Bây giờ có con nít ở đây ngồi xa ra giùm tôi chút xíu đi. Đứng xích vô đây. Đứng xích vô đây. Ba làm gì sai? Ba làm cái gì sai để tụi con đối xử với ba như vậy? Hả? Bữa nay không trị tội xứng đáng, tôi không phải là Nguyễn Thanh Tùng nữa. Chú thôi, từ từ nói chú. Thôi cái gì mà thôi? Con biết được cái cảm giác người bị người ta vẽ cái con cọp trên đầu như vậy không? Ba ơi ba, con mèo mà. Cả nhà luôn hả? Bây giờ vẽ con mèo tôi nấu nó thành con cọp kể tôi. Tôi muốn là con gì kể tôi. Anh. Thôi chú. Anh bình tĩnh. Anh dạy con mà anh phải từ từ chứ anh hiểu không? Tụi nó là con nít mà, có biết cái gì đâu mà anh vậy. Anh làm vậy anh đang làm khó tụi nó, anh đang làm khó anh. Chuyện đó là chuyện của tôi, để tôi dạy tụi nó. Nhưng bây giờ anh hiểu không? Anh dạy anh la tụi nó vậy, tội nghiệp tụi nó chứ. Bây giờ sao? Bây giờ nếu mà tụi nó khó dạy quá, khó nuôi quá thì thôi, mình trả về cho cha mẹ nó. Anh hiểu không? Em nói cái gì vậy? Em nói gì? Em biết cha mẹ nó bị cái gì mà nói tùm lum vậy? Nhắc lại nỗi đau của nó làm gì vậy? Thôi nín đi, nín đi, nín đi thôi, chị dẫn đi mua kẹo nha. Đi, thôi đi mua kẹo ăn. Thôi 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 thôi, thôi ngồi xuống. Nín. Tụi con làm sai. Tụi con làm sai, tụi con còn góc cái gì nữa? Ha, nín không, nín không. Trời ơi, hai đứa khóc hồi nữa ông Đức, ông bắt tôi lên công an hai người mới vừa lòng hả? Nín. Ngoan chị Thương, em đừng có khóc nữa nha. Khóc cái gì? Khóc ra, ha, còn khóc ra tôi đuổi ra đường luôn rồi nha. Nín. Phải phạt mới được. Một tiếng nữa là tôi đi họp. Tôi cấm hai đứa bước chân ra khỏi nhà, không cho ăn, không cho uống luôn. Trời ơi chú, nó là con nít mà chú nhốt trong nhà vậy sao được? Đúng. Anh Tùng nói vậy là đúng. Con nít nó hư là mình phải dạy, mà dạy là mình phải phạt. Đúng, phải giam, phải nhốt. Trời, chị nhốt hai đứa con nè chị Hoàng. Chị, em nói chị am hiểu về con nít quá ha. Trời, chị có hai đứa con mà cứ chị nhốt hai đứa con chị ở nhà hoài. Ồ, vậy thôi em nghĩ vậy nè. Thôi cho hai đứa nhỏ lên ở chung với nhà chị đi nha. Có chị có hai đứa con đó, em chơi chung đi, được không chị? Alo. Alo. Em xin lỗi. Rồi về liền, bận rồi. Alo. Rồi sao? Biết rồi, hiểu rồi, đang về. Hết nói nổi. Nói đó. Cái gì? Bây giờ để tôi xử tụi nó. Thôi đừng có xử nữa. Thôi chú có công việc chú cứ đi làm đi. Để con trông chừng hai đứa nhỏ rồi con trông ngày chú cho. Ủa, cho tụi nó ăn uống được không? Được. Vậy cảm ơn à. Mơ mà lạc lọc ta vậy. Được, cảm ơn nha. Chưa xong đâu nha, tôi đi họp về tôi xử tiếp à. Khóc cái gì nữa hả? Khóc cái gì nữa? Con đói quá, ba đừng phạt con nữa, xin lỗi ba. Thôi mà, ông đừng có diễn xuất với tôi ở đây nha. Hai người luôn đó có năng khiếu diễn xuất lắm. Đi học đi rồi mốt có tiền đồ tươi sáng. Trời ơi, nãy làm tôi mang nhục ở dưới à, tôi chưa xử lên này đã khóc trước rồi à. Thôi, chú đi làm đi, đi đi. Để con ở nhà nhớ lo cho nó ăn uống nha. Tôi nói ông nghe. Sao? Ông suy nghĩ cho kỹ đi. Cái này rõ ràng rằng là bạo hành trẻ. Bạo hành trẻ? Đánh đập trẻ. Đâu phải khi khổng khi không mà con nít đó là. Phải có cái gì nó mới la, nó mới khóc. Đúng không? Phải khi không nó la sao? Đúng rồi. Ví dụ như con kiến nó cắn ở chút xíu thì ui da. Nhưng mà cũng là có con kiến cắn cũng đau. Chứ không phải phải cổng cái công đã đang ngồi vậy cái ui da. Đúng rồi. Đang ngắm sông ngắm biển đâu đẹp, có cái hồ nước trước mặt mình, công viên đẹp quá.
Ôi da, bộ điên hả? Ai làm được gì đó, đúng không? Đó, rồi cái vụ như nè, có đau không? Không. Có đau không? Bình thường. Có đau không? Bình thường luôn. Đó. Ôi da, đau không? Đau, đau. Như vậy là phải có bạo hành mới đau. Đúng rồi. Bởi tôi nói rằng là mình là người lớn, mình thấy mấy đứa trẻ, mấy đứa con nít đang tuổi cháu nội cháu ngoại mình, mình thương lắm. Mà mình thấy nó bị như vậy thì mình phải làm sao? Bây giờ tôi nói cho ông nghe nè. Bây giờ tôi với ông phải lên công an. Đúng. Ủa lên công an chị? Mình thưa nó. Sao lại thưa? Mình kiện nó vì cái tội bạo hành trẻ em. Mình là người lớn, mình thấy chuyện bất bình mình phải ra tay. Đúng không? Đúng rồi. Mà ông có chắc chắn vậy không? Chắc chắn vậy, nhưng mà có bằng chứng không lên thưa? Thì bằng chứng là ông nè. Ông mới nói đó. Thì đó. Vậy đó. Vậy đó không? Bây giờ lên công an. Nếu mà không có bằng chứng, không có đúng như vậy á, thì ông sẽ bị thằng Tùng á nó kiện ngược lại về cái tội vu khống. Thậm chí ông có thể bị bắt bỏ tù nữa. Nói tù vu khống. Ông vu khống đó. Ê, đúng rồi, ông vu khống đó, ông nói đó, nó bạo hành trẻ em. Mà ông chắc không? Chắc vậy? Chắc cái vụ mà ông thấy nó bạo hành trẻ em không? Ông kỳ cục, ông tao ngồi đây tôi kể chuyện cho ông nghe. Tôi nói ông nghe để mình suy diễn thôi, cho nó vui thôi. Chứ giờ ra công viên ngồi mà nói vậy giờ. Mà ngay ông chắc cái gì ông nội? Tự nhiên cái gì vu khống rồi ở tù gì đây? Ông kỳ, tao đang tập thể dục mà kỳ không? Ủa, vậy là sao? Cà đáng về đi. Cà đáng đã xuất hiện tại căn nhà của chúng ta. Từ từ con, nóng. Từ từ, bà nói nóng để bà làm cho. Giật là bà không làm luôn á. Để bà làm cho con biết cái gì cũng đụng vô hồi nó phỏng tay con. Đi ba, nhanh đi. Con có 6 cái râu trên mặt của con luôn á, trời ơi. Mà cái mặt của con nó gọn á, 6 cái râu nhẹ hết trơn luôn. Râu gì? Trời. Trời ơi. Em dễ mặt chị hả? Dạ. Bình tĩnh. Tôi có kinh nghiệm trong cái vụ mà bị dẻ lên mặt lắm. Để tôi nha, ở đây nha, không được phá hay chưa? Trời ơi, chú, có rau nhở? Nè, nhưng mà phải biết cách lao, mình phải nhúng xíu nước vô, cho nước ướt. Con, chạy ra coi ai kìa, nhà con khách. Đây. Ồ, nè, đó. Lao từ, nhẹ như vậy. Nhẹ như vậy nè. Từ, cứ nhẹ thế này. Trời quá đất rồi con ơi, là con cũng may nhờ cô Linh của chị cho nên tôi tới đây kịp. Mấy người làm cái gì định hãm hại đời con gái của tôi đúng không? Cái đồ biến thái hả? Con làm gì đâu chú Đức? Trời ơi, con cái mặt của mày kìa. Trời đất ơi, hủy hoại nhan sắc con gái tụi hả? Làm cái gì trên mặt của nó vậy? Trời ơi, chú quá lời rồi chú Đức ơi. Có làm cái gì đâu. Chị làm cái gì, mình làm cái gì á? Dạ dạ không phải Hai đứa nhỏ nó vẽ chứ chú Tùng không có làm gì con hết trơn á. Không làm hả? Mấy đứa nhỏ vẽ nào? Chính nó cầm chì giết mà. Sao mình định lấy khung mặt con gái tao? Rồi mai mốt mình giật, mày dùng dao nhọn ông giật cho trạch mặt nó đúng chưa? Hủy hoại nhan sắc con gái tao đúng chưa? Chú quá lời rồi chú ơi. Con có làm đâu chú. Chú hỏi có ai làm hả? Sao? Dạ tụi con làm. Mấy đứa tụi con làm hả? Dạ. Thấy chưa? Thấy cãi. Bây giờ như vậy, hai đứa tụi con đứng yên ở chỗ này. Ông sẽ tìm cách, ông sẽ giải cứu cho tụi con. Nghe rõ chưa? Đây. Nhảy. Nhìn kìa. Trời ơi, cái gì? Nhảy tiếp đi. Hãy cãi tôi. Cái này là tự nhiên tôi quýnh quá lên. Tôi lính quýnh, tôi đi tìm con gái tôi, hiểu chưa? Ủa, lính quýnh là gì không? Có nghĩa là ông tình ta lính. Lính quýnh. Hiểu không? Không có nói nhiều, mày cười hả? Đi ra khỏi đây. Khoan bác. Cái gì? Còn gà rán nữa. Mày đi về nhà tao chiên cho mày một chùa. Đi liền. Đi. Gà rán mà. Rồi. Vô ăn. Đây. Ôi ba.
rồi. Mày che cái gì? Mày che cái gì? Ai cho phép mày qua đây? Hả? Trời ơi, mày đặt vẽ con mèo rồi nữa. Mày vẽ mặt nó con mèo, nó vẽ lại mày con mèo hả? Hả? Tao mới là hổ dữ nè, cho mày biết vậy đó. Má kỳ quá à. Con qua chơi với hai đứa nhỏ thôi mà, có gì đâu. Trời, hai đứa nhỏ mày có biết không? Hai đứa nhỏ là gì? Cái thằng này mày biết không? Là cái con người biến thái. Mày nghe rõ chưa? Nó là cái phường biến thái. Nó bạo hành đe mày nghe chưa? Ui, mà nó nhỏ nhỏ thôi. Nó lớn cho Tùng nghe cho Tùng buồn rồi sao? Buồn cái gì? Một cái loại ác nhân như vậy mà nó không hề nó biết buồn là gì hết. Nó là biến thái, tao cấm mày giao du với nó, mày nghe chưa? Trời ơi, người ta người đàng hoàng mà, má kỳ quá à. Sao mày biết nó đàng hoàng? Mày chỉ nhìn vô nó thôi. Mày nhìn nó thôi, mày nhìn vào đôi mắt nó thôi. Từ đôi mắt đó mày đánh thẳng tất cả cái mạch máu nó xuyên tới có con tim. Tức là cái tấm lòng của nó không có được thiện. Mày nghe chưa? Trời ơi, con đâu có gì chú Tùng đâu. Con chỉ thích hai đứa nhỏ thôi. Nghĩ sao mày thích con người ta? Hả? Tao nói mày nghe. Nó nói là con của bạn nó hay là con người đó, nó đem về nó nuôi hả? Biết đâu là con rơi con rớt của nó rồi sao? Biết đâu được. Mày dính vô rồi mày khổ cả đời mày đó. Tao cấm mày nghe chưa? Cấm mày bước chân qua đây. Mày nhớ rõ, ngày này, tháng này, năm này là... Hôm nay ngày mấy? Chút về dở lịch coi. Mà nhớ, dở lịch lên coi. Xong xé cái tờ lịch đó, tao sẽ dán một cái cạch trước cửa. Nghe rõ chưa? Cấm tụi mày bước chân qua đây. Bước chân qua cái ngôi nhà, cái căn phòng chữ D chữ 0203. Mày cười đi mày. Nghe, mày vui lắm hả mày cười? Mày vui lắm hả mày cười? Let go. Let go. Có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi chờ che. May mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng. Hãy ở bên cha dù thời gian qua cho hay trách con, cho hay mắng la. Để rồi khi tới chung một nhà hiểu lầm khi xưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cùng sẽ chia tiếng cười ha ha. Hãy ở bên cha đừng vội rời xa cho con chúng ta phong bao bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi chở che. May mắn sẽ đến bên con dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.